Vừa qua, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet đã phối hợp với Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, tổ chức chương trình giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Tứ Xuyên, Trung Quốc. Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, Trung Quốc hiện nay là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt 66,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4% so với năm 2014. Tính đến hết tháng 2 năm 2016, tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung đạt khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,58%. Tại buổi giao thương, 50 đại biểu đại diện doanh nghiệp và hiệp hội hai bên đã tập trung trao đổi thông tin về các lĩnh vực như là máy móc nông nghiệp, thủy lợi, năng lượng, thực phẩm, linh kiện ô tô, xe máy, vân vân. Theo Cục Xúc tiến Thương mại, chương trình giao thương được tổ chức nhằm mục đích tăng cường khả năng xuất khẩu những mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc nói chung và tỉnh Tứ Xuyên nói riêng. Qua đó, từng bước cân bằng cán cân thương mại cũng như thu hút đầu tư là bước khởi đầu cho những sự kiện dự kiến được triển khai trong năm 2016. Trong đó có việc thành lập văn phòng đại diện xúc tiến thương mại tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên.